Xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị các bạn những cái phụ kiện âm thanh rất cần thiết cho bộ giảng của mình. Và không đi đâu xa, đó chính là sợi dây USB. Sợi dây này để quý vị các bạn có thể kết nối từ laptop của mình hoặc là máy tính để bàn. Nhưng mà thông thường là sẽ sử dụng với laptop để cho nó tiện dụng. Chúng ta sẽ kết nối đầu này với laptop và đầu này là với cái bộ giải mã DAC. Chúng ta có thể dùng với những bộ DAC rời bên ngoài này, chúng ta có thể dùng với những cái âm ly mà có tích hợp sẵn cái đường PC USB này. Chúng ta có thể dùng với những cái loa active, ví dụ như chúng tôi đã giới thiệu loa Calib Z6 cũng có đường cắm USB như thế này. Và chắc chắn là một sợi dây như thế này cắm vào tiếng sẽ hay hơn là cái dây USB loại thông thường nhất của Trung Quốc cho đi theo với cả loa hay là đi kèm với cả cái DAC, thì đây sẽ là một cái giải pháp nâng cấp được chất lượng âm thanh của quý vị các bạn. Thực ra để sử dụng những cái sợi dây USB này thì mình nghĩ là quý vị các bạn cũng nên đầu tư DAC nó tương đối cao một chút thì mới cần sử dụng đến cái sợi dây như thế này. Chứ còn với những cái sản phẩm rẻ quá thì chúng ta dùng như thế này thì nó sẽ bất hợp lý về cái giá thành. Nhưng với những cái bộ DAC chất lượng cao thì chúng ta theo cái nguyên tắc đầu tư âm thanh là chúng ta nên đầu tư mọi thứ nó đều cùng tốt để đảm bảo được một cái hệ thống xuyên suốt. Sợi dây này thì có độ dài là 1m8 thì sẽ có giá là 4,8 triệu, và sợi dây ngắn hơn là 1m2 thì sẽ có giá là 4 triệu. Như vậy là sẽ có hai độ dài dây với hai mức giá khác nhau để cho quý vị các bạn lựa chọn. Và dây này là dây chính hãng của Furutech, đến từ công ty nổi tiếng nhất của Nhật Bản, chuyên sản xuất về cái phụ kiện như là cầu chì audio, dây nguồn, dây tín hiệu, dây dẫn, là một hãng cực kỳ nổi tiếng của Nhật Bản. Sợi dây này thì có tên là GT2 Pro. Chất lượng rất cao và ở đây là những cái thông số kỹ thuật của nó. Đây, làm bằng đồng, rồi được mạ bạc, chất lượng rất tốt. Rồi các cái thông số như thế này, độ dày này, rồi đường kính này, AVKG đây, 26, dùng 26 sợi... dùng sợi có đường kính 26 AVKG đấy, và dùng nhiều lõi như vậy đây, và những cái dùng là giáp 1, giáp 2, giáp 3 là bằng chất liệu gì. Nói chung đây là sợi dây có chất lượng rất cao, đến từ công ty nổi tiếng nhất của Nhật Bản. 1m8 thì có giá là 4,8 triệu và 1m2 thì có giá là 4 triệu. Đây, mình xin để cho quý vị các bạn có thể quan sát được rõ hơn. Đó. Chất lượng cực kỳ tốt, có màu tím và chắc chắn là vô cùng bền bỉ, là một sự lựa chọn tối ưu khi sử dụng với các DAC chất lượng cao. Thiên Hào Audio thì phải nói với quý vị các bạn, chúng tôi có rất nhiều phụ kiện và chúng tôi rất quan tâm đến phụ kiện trong các giải sản phẩm của chúng tôi. Kính mời quý vị các bạn chúng ta hãy qua Thiên Audio để lựa chọn cho mình được những phụ kiện hợp với bộ dàn của mình nhất và hoàn toàn là sản phẩm chính hãng. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại.